Quyết định thu hồi các khu đất số 33 đường Nguyễn Du, 34, 36 và 42 đường Chu Mạnh Trình, phường Bến Nghé, quận 1 vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ hồi tháng 1 năm 2021. Diện tích đất nói trên là đất công được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Vinafood 2 năm 2015 để đầu tư dự án khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại, thời hạn giao đất là 50 năm. Vinafood 2 sau đó đã hợp tác liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quảng cáo xây dựng địa ốc Việt Hân để cùng khai thác khu đất trên, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng dịch vụ Việt Hân Sài Gòn, rồi thoái vốn khiến toàn bộ khu đất rơi vào tay tư nhân. Thời điểm đó, tổng giá trị khu đất được xác định là 730 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ ước tính tiền sử dụng đất của 4 khu đất vào năm 2015 là hơn 1.979 tỷ đồng. Theo cơ quan Thanh tra, quá trình hợp tác triển khai dự án, Vinafood 2 đã 4 lần cố ý làm trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng gồm không lập phương án xử lý 4 cơ sở nhà đất theo quyết định 09-2007 về sắp xếp đất công thuộc sở hữu của nhà nước, tự ý hợp tác với công ty Việt Hân, không xây dựng phương án thoái vốn tại công ty Việt Hân Sài Gòn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, không lập phương án bồi thường, hỗ trợ di dời 34 hộ dân sống tại các cơ sở nhà đất số 33 Nguyễn Du, 34, 36 Chu Mạnh Trình. Cùng công ty Việt Hân lợi dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng 4 lô đất trên để thế chấp ngân hàng vay hàng nghìn tỷ đồng trái luật. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và xây dựng Việt Hân Sài Gòn phải bàn giao diện tích đất thu hồi cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố quản lý. Đồng thời, công ty này được yêu cầu thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính.